Dê đâu rồi? Hả? Dê kia đang đi chăn à? Sáng sớm đi chăn dê rồi. Vậy là hôm qua mua về chưa được ăn. Bó cư. Bó cư đâu rồi? Dê đâu? Thấy đâu? Đi xem nào. Một sợi dây. Nó thưa. Để mang tàu kìa, còn heo lo kìa. Sáng nay mấy giờ thả hả? Bó. Bó ơi. Bó. Bó. Sáng nay mấy giờ thả dê? Hả? 6 giờ á? No chưa? Đấy, chỉ cần các bác ơi, chỉ cần thả ở đây chắc cũng được tháng rồi. Nó so... Nó sẽ di chuyển. Ta đứt nó xa. Buộc à? Đâu? Bộ má. Nó hơn đi tà là? Nó đi tà má. Ờ. Ôi, no rồi. Thả bấy tủ lỡ. Buộc à? Không buộc nữa nhá. Không được buộc nhá. Khi là? Khi là? Đại gá. Đâu? No rồi. No xong cho đi về đi. Cho đi về xong là chiều tầm khoảng 4 giờ lại thả tiếp nhé. Lâu tỉnh á. Có. Lâu tỉnh mà thôi cho. Lâu tỉnh. Biết không có. Biết không? Rồi no rồi cho về đi. Cha mù xong là đi trồng la khoai lang đó. Cái trái cũng nó no rồi. Dê nó chỉ ăn tầm 2 tiếng là no các bác ạ. Rồi về cho vào chuồng đi. Cha mù đi. Nhi. Có. Cha. Đấy, no. Hôm qua rất là đói nhưng mà bây giờ no rồi. Gì? Ta thuê ít tiền hơn đã. Ây da, tụi này này cho một hay luôn nè. Bác là rất là vui. Ôi ơi, bây giờ ta liêu. Mảnh đời chia trú dù xứ lò. Không có người thân. Đến ngày hôm nay thì cũng vui rất là nhiều. Cho lò. Nhà cũng đã có mà vật nuôi cũng đã có. Cho lò à. Nương làm nương cũng đã có. Giờ chỉ cần bao được một đi. Sẽ lấy vợ là ok. À sáng tụi này nó bao một à. Tự vận động thôi, tự thân vận động thôi bác ạ. Mùi dân dây mùa pu. Không có. Chỉ mua. Lại là hò. Hả? Lại là hò. Chỉ mua dây là. Nè, bao này nà. Nà, tôi bao chả không. A Nông xin mến chào quý khán giả toàn thể, quý bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của A Nông. Nào bóp bao nè. Nào bóp bao nè, đã luận. Không, đã thua. Tí thì lấy cây về tiếp nhé, cái nhé. Mình cho xuống nó. Này các bác bảo là cái chuồng bé không bé đâu. Đây, dê chỉ được ở một tí cái góc bên kia thôi. Vớ mặn một dìa. Cho bó ngủ ở đấy với dê luôn. Xem có biết ra không. Đại táo thôi lọ lọ. Đại táo thôi. Đấy, làm cái mình giải cái thanh tre này là phân nó sẽ rơi xuống dưới các bác ạ, thì nó mới không bị dê nó mới sạch được. Có thích nuôi dê không? Có ơi. Dạ. Thích nuôi dê không? Mua. Hả? Mua. Nuôi à? Không có tiền không biết nuôi. Không có tiền không biết nuôi à? Không cao quá rồi. Có nó nè. Dê này đều là toàn dê chữa hết các bác ạ. 4 con cái. Con cái to, con cái đen bên kia là của bà Thủy với lại bà Sáu. Cô Thủy Hà Nội với lại bà Sáu. Đấy, con to đầu nhất đầu đàn. Dê đen nặng cân nhất. Đi, về đi. Nà, nà cháu lột hộp đó là lỏng nè. Một nó mò. Mà lột lột. Chơi sai. Nà cháu lột. Trên có rồi. Cho cái dây lên trên. Nó bó sợ vô vô mù. Chị bó sợ cái gì bóng. Bó sợ cho vô mù. Đi, đi ăn sáng xong đi trồng khoai lang hộ dế ạ. Biết không có? Thầy đó. Có cư. Nhẹ trái hả? Biết không? Biết đi làm gì không? À, có cư. Chú Pó đi về ở với bố, với mẹ. Thì là hiện tại bố mẹ thì cũng rất là thương Pó rồi. Bác ạ. Cả mẹ kế cũng thương Pó rồi nên là muốn đón Pó về thì A Nông cũng không muốn giữ ở đây. Còn việc cái tiền của các cô các bác gửi cho Pó đấy thì A Nông sẽ mấy nữa đi tái khám lại. Nếu mà người ta phẫu thuật được ở đây không mất phí thì là sẽ phẫu thuật ở Hà Giang. Còn không phẫu thuật được ở Hà Giang thì sẽ về Hà Nội để phẫu thuật. Thì số tiền của Pó dùng đến đâu thì A Nông sẽ công khai đến đấy. Thì hiện tại là bố mẹ đang muốn lợi dụng số tiền của Pó nên là A Nông không bao giờ A Nông sẽ đưa, bởi vì là trước đây Pó đi lang thang rất là lâu và cũng không đi đón về mà cũng không đi tìm, làm ngơ không biết con mình đi đâu. Thì hiện tại A Nông đón về để nuôi dạy Pó và đưa Pó đi khám chữa bệnh nên thì bố mẹ biết là Pó có số tiền tương đối là lớn thì bố mẹ là hiện tại là rất là thương Pó rồi. A Nông xin nói một điều là cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi hiện tại là 34 triệu đi thì A Nông sẽ không bao giờ A Nông đưa cho bố Pó và mẹ Pó sử dụng các bác ạ. Đấy, Pó này thì từ hôm đi khám bệnh thì thấy mò sang đây nhưng mà bố Pó cũng có gọi là cho Pó đi về thì A Nông cũng cho Pó đi về thôi các bác ạ. Đấy, cho Pó đi về. Tất cả quần áo mọi thứ vừa rồi các mạnh thường quân các nhà hảo tâm gửi đi thì sẽ cho Pó gấp hết xong là Pó mang theo. Còn cái số tiền mà hiện tại A Nông đang cầm là 34 triệu đi thì A Nông sẽ không đưa cho Pó mà cũng không đưa cho bố Pó các bác ạ. A Nông sẽ giữ lại. Hiện tại đang là cả mẹ kế nữa, cả bố nữa đang muốn lợi dụng số tiền Mạnh Thường Quân gửi để cho Pó đi chữa tai bác ạ. Muốn lợi dụng nhưng mà A Nông không bao giờ, xin nói với các cô các bác là A Nông không bao giờ A Nông sẽ đưa cái số tiền đấy để đi cho bố Pó và mẹ của Pó. Quần áo đến đâu rồi, gấp chưa? À Pó. Hả? Có. Bởi vì là trước đây bố Pó và mẹ kế của Pó, các bác ạ, các bác được theo dõi các cái thước phim trước mà nghe Pó nói thì là trước đây thì sẵn sàng là đuổi Pó ra khỏi nhà, không có Pó ở trong gia đình nữa, không có danh sách ở trong gia đình nữa. Mà khi A Nông đón Pó về, cưu mang Pó đến thời điểm hiện tại thì cũng đã đi chữa bệnh về, và cũng có gọi cho bố Pó để đi trông Pó. Thì cũng có nói qua là hiện tại tiền của Pó là như này với bố Pó, nên là hiện tại là cả bố Pó, mẹ Pó nữa là thông đồng, muốn thông đồng dỗ Pó, và thương Pó lắm rồi các bác ạ, thương Pó lắm, cả bố cả mẹ rất là thương Pó, muốn đón Pó về thì A Nông cũng cho về thôi. Cái số tiền này thì A Nông không, bây giờ A Nông sẽ đưa lại cho bố Pó, A Nông sẽ giữ, khi nào đi chữa hết bệnh cho Pó thì mới tiếp tục công khai số tiền của Pó. Gấp nhanh đi, quẩy hộ gấp áo để cho Pó đi về các bác ạ. Lấy hết chưa Pó? Lấy ra hết chưa? Mày muốn hư rồi phải không? Hỏi cái gì cũng không biết. Cái áo này, cái số quần áo này là vừa rồi có các cô các bác gửi cho, nên là không phải cho Pó nó mang về, mang theo các bác ạ. Về xong là hôm nào buồn thì ra đây chơi nhá. Không biết. Đấy. Từ hôm đi bệnh viện về nói chuyện toàn nói không biết. Kiểu hư rồi. Múa. Cơ chẳng ai có cho nào là đi rồi đi chơi nhá. Hả? Chẳng à? Về nhá, hôm nào lại sang nhá. Có nhá. Không biết. Cứ nói đi. Bye bye nhá. Ở bên nữa tờ. Một bên nó tôi chửi ở. Các bác ạ, xe gạch thì cũng đã đến rồi. Đấy, có gạch đã đến đây rồi. Lùi ra đây này. Bỏ cái này nhá. Tí nữa đi. Thoải mái mà. Cái đang đi lấy cây rồi các bác ạ. Cái đi lấy cây nên là tí nữa mới về, lấy cây về làm nốt cái chuồng dê. Mấy ván á. Đó, cái là tí dung dung. Tí ở đây nhá. Không được tí ở dưới nhá. Tí ở trên cái cột này này. Thế đừng để ở kia, đừng để thẳng cái này nhé, cái này tí còn xây đấy. Gạch này nếu mà có đổ thì nó sẽ bị vỡ. Gạch đỏ nó đổ nó bị giòn đấy. Chết thẳng hàng rồi. về chứ. Các bác ở đây thì ba anh em bốc một lúc thì cũng đã xong xe gạch rồi các bác ạ. Xe gạch này là 2.000 mấy nhỉ? 2.150 viên. Đó, cũng đã xong, chiều nay bắt đầu tiến hành để xây các bác ạ. Tiến hành cho thợ lên để đặt các cái viên gạch lên. Cũng sắp xong rồi. Cái viên cuối cùng rồi các bác ạ. Phải vui hơn chứ hả dế? Phải có gạch về xây nhà phải vui hơn chứ hả? Hay mệt quá? Mệt à? An Nông cũng đã gọi thợ rồi. Chiều nay sẽ lên tiến hành lên để xây các bác ạ. Xây trong vòng 1-2 ngày là xong các bác nhé. Chắc tổng khoảng 2 ngày An Nông sẽ gọi tổng khoảng 4-5 người đến xây. Xây cùng một lúc để cho nó xong luôn, để cho em nó ở không ở dưới mưa gió rất là nhiều nên là cũng không an toàn. Chiều nay sẽ xây các bác ạ. Để cái thước phim của Nông xin được khép lại ở đây. Nếu khán giả quý mến An Nông thì cho Nông xin một lượt like, chia sẻ, bấm đăng ký để ủng hộ An Nông. An Nông xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các cái thước phim sau.